tìm các bác. Kia chợ. Đấy, bao giờ cũng mở đầu khi cái đoạn này là từ cái bác bán dụng cụ này. Đấy thì là đây. Thì mình không nói chuyện thì mình ít khi mua, nhưng mà đây thì từ đây đi thì có những cái ông cửa đi bán rong ấy. Đấy thì cây đây. Thế còn là phù hợp với rất nhiều người chơi. Hôm nay em lại sao lại ngồi chỗ này? Đây là những cái này à? Đâu khác chứ. À, Tùng à? Tùng. Mang này mang hơi ít nhỉ? Lại ngồi trông cho cả mấy bác đây. Cũng Khải không bán hàng à? Ra. Vâng, thế thôi. Lắm mai chú Thủy đang hoa thích nhỉ? Mini cầm tay này mà hôm trước bảo 3-4 củ ấy đúng không? Rồi, cái này nhìn thấy thích nhỉ? Đúng trên chậu lâu năm nhìn mướt mắt. Sao bạn rồi? Hả? Bạn rồi. Thừng mực đúng không? À, mai đá. Này ghép với con này được đấy. Đúng nhỉ? Là cùng máu đấy. Và đấy nó quái. Trên rừng thì mới có gốc quái lùn này đá. Đấy ông lắm mai đẹp quá, này đẹp nghệ thuật. À. Tôi là bánh khúc đây. Bánh khúc tôi làm đây. Đấy, hàng khủng long của bác lập Hưng Yên, không phải lập có hàng ở đây nhá. Đấy. Thời tiết đẹp quá này, đi mua cây tuyệt vời. Cây giả 100.000 ra một tiền thôi. Đấy. Ba vài rồi. 3 tỷ rồi. 3 tỷ rồi. Mua nhanh thì xuống tiền đi để nó chỉ được cái 3. Đấy, tầm đấy để cực bay những người nó cái này. Nhú nghỉ tí nữa đi để vui nào. Nhú nghỉ tí nữa để vui nào. Ui giời ơi, quá lâu lắm mới gặp ông anh. Tao mới làm một câu tao bàn cho mình luôn có thế nào nữa. Rồi, được. Tí nữa ra lấy. Đưa tiền đây. Tí nữa. Bây giờ tay đang bận, bây giờ không kịp thôi. Không kịp thôi. Tí nữa quay lại cứ ngồi đấy tí cho vui nào. Ốm đau về sớm thế. Yeah. Thiên tuế à? Thiên tuế đấy. Thiên tuế cái gì đấy, quả đỏ kìa. Nguyệt quế. À, Nguyệt quế là phải cho quả đấy kiểu đấy kìa. Nguyệt quế. Trông nó hơi sát sơn cây nhưng mà trông cây đấy cũng hay đi. Chắc kỳ khô, tưới trôi hết nước, kỳ khô. Xương cá này nhiều tiền không bố? Còn này 2 triệu rưỡi. À, thế à? Nhìn khủng đấy nhỉ? Nhìn cái da này đi. À đây cái bác kia vừa múc cái này rồi à? Đây. Càng quá. Hả? Đấy quá. Đình chúng nó cứ sát sơ thế thôi. Nhưng mà đấy, mới về là nó không khỏe được. Nhất là tại trên kia không phải đấy. Cái đấy là cũng lâu rồi, ở đây lâu lắm đấy. Cái đấy là lâu lắm rồi đấy. Thôi tí nữa là chót phải lấy cái kia rồi. Cái cục kia thì lấy ủng hộ. Đây này, giả 5 đồng rưỡi rồi không bán. À đây à. Quả. Lấy quả về nấu canh, đây chua ngọt không biết. À thế à. Ăn một quả là bây giờ là mất nguyên triệu đấy. Rồi xì đấy. Bao tiền cái này? Chả biết được ông. À đây, ông bắt chủ đằng sau đây. Cái xì này. Ổi đấy. Quả ổi này mình vẫn cứ mê ổi, nhiều quả quá, quả rất nhiều này. Quả rất nhiều. Vâng, vừa nãy vừa lướt qua rồi. Đây này, ổi rất nhiều quả. Có con ngựa nhá, mình lấy chân này. Tất nhiên là để cái này trong nhà nó bề thế lắm. Ổi thì nhưng quá yêu cầu nó nhiều. Mà thực tế là cái u biếu của gốc nó cũng gớm. Gốc nó cũng gớm. Đấy. Với khoái kia mở hàng chứ bố. Dạ. Nè. Vũ nữ chải đầu đấy, rồi gội đầu. Vũ nữ gội đầu bên ao giả cái đấy nhỉ. Mấy giờ anh ạ? Rất là già nua rồi, tuổi không phải nói, quả nữa. Thôi rồi. Đấy. Thôi, không thấy thú vị nữa. Vẫn cứ mê xanh xì hơn. Chín quả me chín hết. Đấy. Ra. Vâng. Đây mình nhắc cái kia. Mai này. Để loanh quanh cái cây me này kia đã. Ra. Có tí nữa em xong đâu cái này cái. Là cái gì? Cây me đấy. Me đấy. Me mày có quả con gì bằng? Ô giá đấy. Vâng. Già quả. Me này hôm trước quay ở ra. Vâng. Cái này không rõ, chưa hỏi. Không. Có dưới rồi. Người ta vẫn là. Đấy, có cái me thì hôm trước quay rồi đây rồi, không quay lại. Xì này. Xì ngồi trên hòn đá này. Vừa mới bị gỡ hòn đá này ra. Chứ không chơi hòn đá này. Khá hay. Gồm đá chặt rồi. Được đấy. mini. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Chợ này phải vào Anh Tân cái. Đấy, rất muốn vào. Mỗi hôm lại có những cái tác phẩm mà anh em trên cây người ta gửi ký đá hoặc là bảo dưỡng gì đấy. Đấy, có những cái nơi trung tâm để cho anh em chơi nó rất là yên tâm. Tất nhiên là cũng có một chút chi phí nhưng mà nó không đáng kể. Quan trọng là có người mà mình tin tưởng vào cái tay nghề và cái độ thẩm mỹ người ta ấy, các bác ạ. Ở đây ghép đá biết thì thú vị lắm, mê lắm. Cái đà này cũng hay này. Thì nó vẫn là một cây hay nhưng vẫn còn ở đây. Đấy. Để xem cây này cái. Đây đang vào cái này xem. Đấy. Chiều bắt đến đây là vào đây. Quá đẹp. Cắt lọc bỏ bớt dễ nên làm nó khác hơn. Con đấy thì nó đẹp. Cắt đấy nếu mà làm đúng ý là những hòn đá nghệ thuật quá. Trời, nó xong rồi nó ăn thì không hết đâu. Quan trọng mình làm sau vài tháng cái việc cuối năm này lên các PC cứ được như mang đi à? Thế nào? PC trước gần lên làm lên lại mang về nhà rồi, mang về nhà cắt rồi gần xong. Đẹp, con đá này rất là đẹp. Ra. Vâng. Cứ cuối tuần là không thấy anh thật. Anh Hải ạ. Cứ cuối tuần là không thấy anh thật. Ừ. Đấy, búp nõn đỏ, đỏ chót. Cái xi này là anh phải cái xi này 16 đồng. Đấy, chỉ dám nhìn qua song sắt. Chú cần anh cởi áo làm phông. Được. Nếu không đấy là phông đẹp rồi. Nhưng mà em chỉ dám nhìn qua song sắt thôi. Tiền đông là em sợ. Sao bằng quả chủ nhân chính này, chủ gạo này. Đây thôi tránh nha, tránh mặt không có đụng độ chết. Đông lại sợ đòi lại. Đấy. Bác là nghiên cứu món gì đấy không biết. Đấy. Thức chịu khó xuống đi sớm thế. Cao nhân cứ lang thang khắp. Yeah. Thế mới gọi là tinh tế đấy anh ạ. Chuẩn đấy. Không nên ham hố quá mấy cái đồ. Thì anh chủ yếu là chơi đến 10 15 năm rưỡi thì bắt đầu nó đẹp. Đấy, lúc đấy nó lại đấy thì lại 10 15 triệu cây. Lúc ấy lại khối ông này cứ đến mà tại sao nó đẹp thế? Đấy. Anh em nói chuyện qua song sắt. Rồi quá. Rồi. Được để